Thật ra bạn không hề biết có bao nhiêu người đang ngưỡng mộ cuộc sống của bạn đâu. Khi bạn cảm thấy chán nản với cuộc sống, công việc vất vả mà tiền lương thì ít ỏi, thì còn rất nhiều người đang loay hoay tìm việc ngoài kia. Khi bạn cảm thấy mệt mỏi vì những lời cằn nhằn của bố mẹ, thì vẫn còn rất là nhiều người đang khao khát mỗi ngày được về ăn cơm mẹ nấu. Khi bạn cảm thấy chán ghét vì bị lũ trẻ con vây quanh nhõng nhẽo, thì vẫn còn đang rất nhiều người đang phiền não vì không có nổi một mụn con. Hương hỏa sau này có một kiểu người sở hữu bao nhiêu đi chăng nữa, cuộc sống của họ cũng không bao giờ vui vẻ, vì họ căn bản không bao giờ nhìn thấy những gì họ đang có, mà luôn cảm thấy những thứ mình không có mới là tất cả. Lòng hiếu thắng của họ quá mạnh, suốt cuộc dọc đường dài họ chỉ biết theo đuổi người khác, không có lùi một ngày thoải mái. Khi bạn có thể nhìn thấy mình đang có, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống và lòng biết ơn giúp con người ta học cách chia sẻ càng nhiều thì nhận được càng nhiều, và biến bạn thành ân si, không sân si, không ham muốn, chắp tay dâng hiến những gì mình đang có cho người khác, mà nó sẽ dạy bạn thay đổi góc nhìn nhận vấn đề. Trong thế giới tương lai, đôi bên cùng có lợi, chắc chắn tốt hơn nhiều đôi bên cùng tranh đoạt. Những người mà không biết đủ được sẽ ngày càng chật hẹp. Ê, ê, ê.